Tài sản bao gồm những gì? Theo Điều 105 Bộ Luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bất động sản bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng, tài sản khác theo quy định của pháp luật. Còn động sản là các tài sản còn lại mà không phải là bất động sản. Ví dụ các tài sản có thể chuyển dịch hoặc di dời từ nơi này sang nơi khác trong không gian nhất định mà vẫn giữ nguyên tính năng, công dụng như xe cộ, vật dụng trong gia đình, tivi, máy điều hòa, máy tính, trang sức, tiền. Vậy tài sản nào chia được? Tài sản nào không chia được? Tài sản chia được là các tài sản khi phân tách, phân chia hiện vật vẫn không làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của tài sản đó. Ví dụ tiền là tài sản chia được, hàng hóa, cổ phần là các loại tài sản mà hai vợ chồng có thể phân chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị. Đối với tài sản không chia được, đó là các tài sản khi phân tách, phân chia chúng sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng, vì tài sản đó không còn toàn vẹn thì không còn giá trị sử dụng như ban đầu. Ví dụ tivi, tủ lạnh, xe cộ, nhà ở là những tài sản không thể chia tách được. Phần thứ hai, tài sản chung của vợ chồng gồm: căn cứ quy định Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về tài sản chung của vợ chồng. Đối với tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra gồm: thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng, và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Ngoài ra, còn có tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để đảm bảo nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Bên cạnh đó, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các tài sản riêng của người nào thì người đó toàn quyền sở hữu, sẽ không phải phân chia khi ly hôn. Tài sản riêng của vợ chồng gồm: căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ chồng thì tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ chồng, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng cũng là tài sản riêng của vợ chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.